Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Katia Đầu Cuộc Sống Pháp. Thì để cho kết thúc cái chuyến đi ở Florence luôn, thì còn những cái video chưa up thì Dung up luôn đó. Hôm nay thì Dung sẽ chia sẻ với bà cô chú anh chị và các bạn cái chỗ nào mà nên đi ở Florence và cái chỗ nào mà không nên đi, tốn tiền nó uổng lắm. Chị bạn cũng sẽ Dung nói là cái kem ở đây ngon lắm. Vô đây nó mát dã man luôn. Ở trong này thì họ bán vừa kem và vừa kẹo sô-cô-la nữa. Kem ở trong này thì mình mua, mình yêu cầu người ta làm sao thì người ta sẽ làm cho mình, giống như là lăn sô-cô-la rồi. Nói chung họ làm rất là đẹp luôn. Nó là sô-cô-la nữa quý vị ơi, 3.000 sô-cô-la luôn. Sô-cô-la ở đây thì rẻ, không, cũng không rẻ luôn, y chang bằng giá vậy đó, 7 euro 100 gram. Hồi nãy chỗ kia cũng vậy, 7 euro 100 gram á. Chị bạn mời gia đình Dung ăn kem nhưng mà Dung không có ăn, tại Dung ăn kẹo sô-cô-la rồi, Dung không ăn hai ba thứ. Em mà đi chơi mà ta nói cái cảnh mà mọc răng cùng á, coi chú anh chị nha, nó thấu trời luôn á. Người ta nhúng cái muỗng. Người ta nhúng sô-cô-la đó, rồi bây giờ người ta mới cho kem nè. Đó là ngọn nha cô chú anh chị, cái bánh á, người ta sẽ nhúng sô-cô-la rồi người ta mới cho kem lên nha. Đó, mình thấy làm rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp luôn quý vị ơi, chứ không phải là rồi xong rồi thêm sô-cô-la thêm cái này kia. Đây là sô-cô-la làm bằng tay hết đó cô chú anh chị, Fatima nữa. Thấy sô-cô-la là thấy ghiền á, mê. Cái trứng đó là 55 euro nha. Giá 100 euro nhưng mà sale là 55 euro. Đẹp quá cô chú chị ơi. Quay cái khác tiền à. Elle a payé 14 euros et quelques. Parce qu'on a pris simple, on a pris l'étude simple. Ouais. À. 4 là mình lấy cái con mà nó mà mình lấy cái đó mà mình nhúng qua sô-cô-la nữa thì thêm tiền nghe cô chú anh chị. Nhưng mà tại vì chị bạn của mình mời cho nên là mình mua cái gì bình thường thôi. Chị mua 4 cây là trả 14 euro, 4 cây kem là 14 euro.
không có mắc lắm. Sí. Ở dưới đây mát, thoải mái của chú anh chị, đảo à. Đó, ở đây người ta để nè cô chú anh chị cái bánh mà thêm áo for sô cô la áo ngoài nữa, ba viên kem là 5.90. Mình đi ăn, mình đi thử những cái chỗ nổi tiếng á cô chú anh chị, thì chị bạn đó ông xã Dung á bảo rằng là ở đây lắm, nên là chỉ cho chỗ nào mình ăn ngon, chỗ nào mà nổi tiếng á. Cái tiệm pizza hồi nãy á không phải là do vắng người, mà tại vì chị nói là người ta đi ăn rất là trễ, đi ăn từ sau 2 giờ đổ lên á mới đông khách thôi, chứ tại vì mình là mình tụi nhỏ nó đói cho nên mới đi ăn sớm vậy thôi. Vecchio, sì? Vuoi vedere la piazza? Ma ce n'è tempo ancora qua via ospedale? Vediamo sì. Tại vì chị đi với tụi mình được tới bây giờ thôi, tại vì 2 giờ chiều á là chị phải vào bệnh viện thăm con trai bị bệnh đó cô chú anh chị, cho nên là mình hôm nay là con trai của chị xuất viện nữa, cho nên là mình không có đi nguyên ngày được, cho nên bây giờ Dung vô đây Dung quay cho cô chú anh chị xem rồi Dung đi về. Ở Ý thì có rất là nhiều tiệm kem nha cô chú anh chị đó. Chị suy vào mềm quá. Đó, tiệm kem này vòng đây là tiệm kem nhiều lắm. Wow. Đẹp quá cô chú anh chị ơi. Đài phun nước kìa. That's pretty good. Mình có thể xe ngựa để đi vòng vòng cũng được. Wow. Đẹp quá cô chú anh chị, đẹp quá. Piazza Signoria. Đây là Palace ở ngay chỗ cầu phổ đó cô chú anh chị. Rất là đẹp. Nhìn cái bức tượng nha cô chú anh chị. coi cái vòi nước nó sờ đây ở đâu nha. Oui. La Loggia di Lan. Bello, ma molto molto bello. Đẹp quá cô chú anh chị ơi. Đi vô đây á, nèo xe nè, nèo khách du lịch nè, nèo xe tải nè, tùm lum hết trơn nên chụp được một hình mà mình cảm thấy ưng ý rồi, khó. Bây giờ mình không biết chụp hình nữa. Đẹp cô chú anh chị ơi. Ở trong những cái cửa hàng á vắng lắm, mà thấy mình cái chỗ ăn uống thì nhiều nha, kem nè, bánh kẹo đồ này kia nhiều. Bây giờ mình sẽ quay ở cua đi chia nè, tanto mà là xin được gelato. Ma quello lì è buono. Questo industriale. D'accordo. Là chị nói với mình đó là những cái tiệm kem á, là những cái tiệm kem giống như là những cái tiệm kem industry, là giống như kem công nghiệp á cô chú anh chị. Còn cái chỗ mình đi hồi nãy á, chị nói cái chỗ đó là artisan làm, là những
những thợ, người thợ làm kem người ta làm. Kết thúc một buổi đi dạo chơi của gia đình Dung ở Firenze. Mình có thể chạy xe ở trong này, chỗ này là cái bãi đậu xe nha chú anh chị. Cái bãi đậu xe, đấy, mình gọi đậu xe ở đây nè. 40 euro đó cô chú anh chị. 40 euro cô chú anh chị là từ hồi 9 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi. Mamma mia. Từ hồi 9 giờ rưỡi nè. 10 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi, 12 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi 5 tiếng đồng hồ. 40 ơ nha cô chú anh chị. Là ở đây chỗ này còn rẻ đó, những cái chỗ kia còn là 10 euro một giờ. Là chị được giảm giá 8 euro đó. Mamma mia. Có rất là nhiều xe motorbike nha quý anh chị. Trời ơi, 48 euro nhưng mà chị được giảm 5 tiếng đồng hồ. Là chị được giảm 8 euro nữa, là trả 40 euro là 8 euro một tiếng đồng hồ. Chị nói cái chỗ này là rẻ rồi đó. Những cái chỗ kia là 10 euro không ạ. Đó, buổi sáng thì gia đình mình đi với vợ, buổi chiều thì gia đình Dung đi với chồng. Bây giờ mình về nhà mình nghỉ mệt xong đó, cái là lại đi tiếp tham quan một cái anh Phan Cổ, ông xã của chị bạn dẫn nha, bạn cũng xã Dung dẫn mình đi tham quan tiếp tục ở Firenze. Đây là một cái canh cổng lối vào của Firenze ngày xưa. Cái cổng này nó dày mà nó bự lắm cô chú anh chị ơi, mà lịch sử của nó thì mình không có rành nha. Non, avec genre une genre de corde. Avec une genre de corde. Đây là jardin de Boboli. Ơ chú anh chị, mình vô dạy vô mua vé thì phải 10 euro một đứa, một người, bên một đứa, một người nha. Mà con nít thì không có mua vé. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây là cái khu vườn. Regarde comment il est la structure. Cô chú anh chị nhìn cái bức tượng á. Nhìn nó như con Ê, anh đi coi xem anh nét lắm, mày là tết tôi đi xem. Nhìn như con chim ưng hay chim đại bàng gì mà đầu chó, đầu chó. Cái chỗ này cũng rất là nổi tiếng ở Florence là tại vì cái khu vườn này á, nhiều người nói đồn đẹp lắm. Mà mình đi vô thì mình thấy là toàn là cây với tượng không thôi. Mà kiểu như người ta bỏ qua một cái mùa đông, người ta không có bảo trì đó cô chú anh chị. Bây giờ thì bắt đầu nắng lên rồi, mùa xuân tới rồi á, người ta mới bắt đầu dọn dẹp. Mùa hè là rất là đông nha cô chú anh chị. Cái này là cũng giống như người Roman á, người ta là xây á. Ça va baba, tu vas marcher? Il y a beaucoup de statues. Eh, là, va, là, j'ai pris la photo après, là. Après. Ouais. Ouais, ça va commencer là. Ouais, c'est de là, ça va être. Ông giải, ông nói, sao mà cái này không rửa, chú anh chị, những cái bức tượng á, nhìn nó dơ mà nó cũ lắm. Hả? Lái, đây là bóng. Ừ, còn có cái gì đó chateau còn có không? Ôi, hyper grand. Cái vấn đề sao rồi? Rồi, cô chú anh chị nhìn những cái gốc cây tiêu huyền kìa. Cây nào cái nấy ôm dung ôm một được chừng hỏng tới hai mà không được phân nửa cây nữa. Đó. Đẹp lắm cô chú anh chị. Cái này phải mùa hè mà được vô đây picnic á, thích nha. No.
Ở đây bà được vào đó, chụp phim photo đó. Chụp phim cảm ơn. Quý photo với đôi bé chú là. Baba, petit. Trời sao? Cái này phải người ta rửa hay không chú anh chị? Cho nó bớt nó sạch, nó trắng trẻo sạch sẽ. Cái này đúng chất là đi vô đây lang thang luôn đó cô chú anh chị, có gì đi coi hết trơn á. Anh bạn Dung nói dưới này có nuôi cá. Mà không biết nó còn sống không á, nhìn cái màu nước còn thấy quải rồi. Rồi, sao phiêu tôi lộn. Ở đây nước của chú anh chị, cái nước nó đọng á. Nó không có cái đường để thay nước á, nước nó hôi lắm. Mama, lên nước. Đó, đi lang thang vậy đó cô chú anh chị, 30 euro tiền vé, 10 euro tiền gửi xe nữa là 40 euro thôi, ra đi về. Có con nít đi mà dẫn nó đi lang thang kiểu này nó không có chịu đi cô chú anh chị ơi, lưu nó đồ về không à. Tưởng như đi dạo ngắm cảnh rồi này kia thôi. Đó, nhìn những cái hàng cây này cô chú anh chị rất là thẳng luôn. Ở Firenze thì chúng thấy trồng cây rất là nhiều. Trồng cây lâu năm rồi. Trời ơi, tượng gì mà không thấy tượng đâu luôn á, toàn thấy rong không à. Vô trong đây đi đi như mê cung vậy đó cô chú anh chị ơi. Mà ai mà thích đi dạo thư giãn vậy mà con Dung nó đi mà Dung đi cũng không nổi nữa. Đau đầu gối quá. Cho nên là mình đi ra. Trong này vườn hoa chanh nhiều lắm cô chú anh chị. Cũng đẹp. Đi vô đây đi dạo thoải mái thiệt. Có nhiều vậy. Đây là một cái vườn, nguyên cái vườn chanh. Quý quý. Nhà mà lắp cửa sổ kiểu này thôi à, hồi khỏi có trộm nào vô được luôn á cô chú anh chị. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Thì ông bà cô chú anh chị nào mà đến Firenze muốn đi dạo thư giãn thì ghé cái khu vườn này, còn nếu mấy thì thôi khỏi ghé để khỏi tốn tiền vé.